Xin chào mọi người. Thì nói qua về quá trình học anh văn, tại sao em biết tới cô Hiếu? Thì thật sự là em đã bỏ luôn cái ý định học anh văn sau khi em trải qua tất cả những cái khóa học ở ngoài các trung tâm học theo kiểu học giải đề, học học về những cái kiến thức mà mình không không có liên quan tới cái ngành của mình, kinh tế vĩ mô này nọ các kiểu, rồi vô giải đề chọn coi đúng ABCD thì nó rất là chán. Và em cũng có suy nghĩ là em sẽ đập một cục tiền vô để cho em thấy tí tiền, em đập vô một cục là em không theo quá nổi 2 tuần, và từ đó là em thôi 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 không học văn nữa, tốn tiền quá. Tại vì mình tự nhận ra bản thân mình là không có kỷ luật và đối với mình nó rất là chán. Thì rất là may mắn cho em là trong một lần lướt TikTok thì em gặp cô Hiếu và em biết tới cái cách học của cô, là học không có giống như những cái mà trung tâm nó dạy mình từ xưa đến nay. Thì em nghĩ là thôi, một lần cuối cùng hãy cho cơ hội, cho bản thân một cơ hội cuối cùng để thử sức với cái môn này thử. Thì em đăng ký học và em cảm thấy em rất là cảm ơn bản thân mình lúc đó đã tự cho mình một cơ hội để mà thử sức lại với anh Văn. Và em cảm thấy cái khóa Train Your Voice nó thay đổi em rất là nhiều. Nó biến em từ một đứa trẻ từ ghét anh Văn thành yêu thích, tại vì mình thấy sự tiến bộ của mình sau những cái lần luyện giọng rất là cam go và cực khổ. Tại vì em rất là nhiều việc á, cho nên cái việc mà ở cái thời khóa biểu của lớp là em cũng rất là tự hào, nó rất là căng thẳng về. Thì đó, thì mình thấy kết quả và mình cảm thấy mình thích học hơn. Mình giống như là mình không không có giống đi học nữa, mà giống như mình chơi game. Những cái mà mình chưa bao giờ mình vượt qua trước đây thì mình cứ thử. Mình giống như có nhiều cái âm mà em thấy rất là khó, giống như âm âm đôi này nọ cô. Thì mỗi lần sai là em lại tự nhẩm trong đầu, giống như là mình đang chơi một trò chơi, một cái game nào đó mà rất khó, mà mình phải chơi đi chơi lại, chơi đi chơi lại tới khi nào được mới thôi. Thì em rất là thích cái cảm giác đó luôn, và thì nó cũng giúp ích trong công việc của em rất là nhiều. Vì từ xưa nay em cứ vô họp là em in ru, em cũng làm công ty đa quốc gia, mỗi lần vô họp là em in ru em nghe, mà nhiều khi nghe cũng không hiểu nữa. Sau khi họp thì người ta có lại cái bản mà tóm tắt cuộc họp lại, thì mình đọc thì mình làm theo thôi, chứ trong cuộc họp là tuyệt nhiên là em không có lên tiếng luôn. Thì sau này khi mà học cô xong thì em tự soạn ra những cái ý tưởng idea của em bằng tiếng Việt, xong rồi em tự dịch sang tiếng Anh, rồi em lại học thuộc, em học theo cái cách mà cô chỉ. Thì đó, với anh gì đó, mình có sự phát biểu của mình thì họ coi trọng mình hơn, và cái cơ hội công việc của em thăng tiến hơn. Em mỗi lần mà dự án mà có gì thành công là em cũng được bonus. Thì cái đóng góp góp ý của mình trong cái dự án, em rất là cảm thấy biết ơn bản thân đã cho bạn cơ hội học tiếng Anh với cô Hiếu. Và em rất cảm ơn cô Hiếu và tập thể trợ giảng của You Speak English. Bữa nay phát âm You Speak English rõ ràng quá ha.